ở phía bên phải của hướng dẫn viên, đó chính là đường về Hồ Chí Minh. Bên phải chúng ta là đường sông sông Đồng Nai, phần hành bắc của sông Đồng Nai chảy về Hồ Chí Minh bên phải, và ở bên trái chúng ta là ở phía thượng nguồn của con sông Đồng Nai. Con sông Đồng Nai này dài 586 km, là con sông nội bộ dài nhất ở Việt Nam. Nó bắt nguồn từ cao nguyên hai con suối, đó là con suối Đa Nhiêm và con suối Đa Nhiêm ở khu vực cao nguyên Lâm Viên và thuộc Lâm Đồng. Một nhà thơ đã khi mà có một cái câu thơ rất là hay ở cái khu vực con sông này, đó là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Con sông Đồng Nai khi chảy đến khu vực này, đoạn này thì nó chia thành hai nhánh, một nhánh chảy vào Thành phố Hồ Chí Minh và một nhánh còn lại chảy vào Đồng Nai, chảy vào khu vực thành phố Biên Hòa. Quay lại với chủ đề về dừa nước thì có một cái câu chuyện cổ của người dân Khmer mà hướng dẫn đã thu nhập được, và câu chuyện rất là hay. Câu chuyện kể về ba nhân vật, đó là vua Khmer, nàng Chanh.